bà chọn gây ấn tượng với khán giả mẹ chồng nàng dâu bởi tính cách thoải mái và hết lòng vì con dâu. Chị Cẩm Nhung kể chuyện ngày đầu mới làm dâu nhà bà chọn khiến khán giả thích thú. Mới về, em sợ mẹ không cho mặc áo 2 giây, quần sơ nên không dám mua, lại còn ở quê nữa. Mẹ bảo đi mua đồ cưới cũng toàn chọn đồ dài qua đầu gối. Thế mà về mẹ mua cho mấy bộ đồ hết hồn luôn. Thấy mẹ xì tin, từ đó về sau em mới mặc đồ thoải mái, chị Nhung nhớ lại. Không những sắm cho con dâu từng cái quần, cái áo, bà chọn còn cẩn thận mua đủ loại son phấn, kem dưỡng da để chị Nhung giữ chồng. Bà cũng không ngại để con dâu sơn móng chân cho sành điệu. Khi em sinh em bé, mẹ mua kem, phấn về bảo xài đi, không lo sửa soạn, mốt mai, chồng bỏ mày đó, nàng dâu dí dỏm. Dù sắm sửa đầy đủ cho con dâu quần áo, mỹ phẩm như một người phụ nữ hiện đại nhưng bà chọn thừa nhận bản thân chưa bao giờ xài những món đồ đó. Khi được hỏi tại sao không mua sắm cho bản thân, bà chỉ cười nói, con cái trong nhà vui là được rồi. Mẹ chồng sắm quần áo, son phấn cho con dâu giữ chồng.